đến với bạn. Nắng ly uống can trong cuộc đời anh. Chạy, cái này hay nhạc chế nữa ta. Chạy, giữ cái dự bà. Chứ sao chạy. Tình mày không hỏi được, nhưng tình anh em mình không hỏi được. Tình anh em ta. Đầu quá. Hay làm gì làm, tụi quậy miếng mắm tôm. Hay hát hát, tụi test miếng cặp áo với mắm tôm. Vui quá. Test test đi. Hồi là ăn thi đó, ăn cà pháo nhiều, hồi là ăn không nổi, đừng ngán chịu à. Ủa vậy hả? Mới lại không biết. Thử hết, thử hết. Bùa không có khóc nha. Trời, mẹ đã quên, tao đã từng là quán quân của hủ tiếu hả? Anh em cứ đấu đá đi, tôi sẽ là người chiến thắng. Trời, dữ à. Nó sẽ đến rồi. Bùa toàn không ăn, chắc lắm á. Ai nói gì nói, cái này tới 2 triệu lận, anh em cố gắng lên. Các bạn này không có chả cơm hả? Hả? Cái này không có chả cơm hả? Không ăn chả cơm hả? Đúng. Trời. Đây. Tôi mà tôi tàu nhiều vậy. Thì không có chắc cơm mà tôi tàu hủ nữa. Kẻ mạnh biết mình mạnh, yếu. Kẻ yếu biết mình mạnh, mạnh. Là sao? Mày hãy não tao vậy vậy. Tao mời mày lấy 2 triệu. Cái này là nhiêu? 2 triệu. Không lấy được không? Lấy nước mắm. Lượt lửa cho mắm tôm, cũng đậu tôm. Không lấy 2 triệu. Không có lấy 2 triệu, anh giao lưu với anh em chơi. Em đặt cách cho anh luôn, cái bụng anh yếu, giờ cho anh ăn nước mắm luôn. Rồi còn xòi sao? Xòi với mắm vô thì cũng yếu. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình đang có mặt ở quán bún đậu bún tôm. Và đang tô bún mắm. Sẽ có một cái thử thách với nhau. Hồi bữa là cũng lộn mẹ bún đậu bự ở nhà rồi. Thì ăn thì thấy mấy anh em ăn cũng ngon lành, cho nên là hôm nay mình sẽ ra tới một quán này luôn. Mình sẽ kêu anh em mỗi người một phần bún đậu bún tôm như thế này, cũng không có nhiều mọi người, phần này đủ một người ăn à. Hôm nay không thử thách ăn nhiều nha, mà là thử thách ăn nhanh. Ai ăn nhanh nhất sẽ được 2 triệu đồng. Wow, anh Phương thì ảnh đặc biệt nhắn đi, đặt cách, đặt cách mọi người, ảnh không ăn được xoài, không ăn được nước chấm, cho nên ảnh nghỉ chơi. Anh không ăn được mắm tôm. Thì mọi người cũng thông cảm, tại vì mọi người xem lúc anh Phương vào tem thì mọi người cũng sẽ hiểu cái bản tính của ảnh. Giờ bụng thôi đã ý rồi thì xoài vô thì nó sẽ lẹ hơn. Yêu mừng nên mọi người cũng thông cảm cho anh Phương nha mọi người. Dạ, anh làm gì ngoài cơ? Ôi, đây với lại có mở ra ngoài quán rồi mày. Cho quán mình ăn gạo không? Ăn gạo nè. Ăn gạo cho ăn hết. Hết cái mạng, ăn sạch mạng nha. Trong thời gian nha. Lấy tôi bán nước cho anh móng. Ăn sạch mạc trong thời gian 15 phút, không hoàn thành thì thôi. Đúng không? Hoàn thành thì ai ăn nhanh nhất thì người đó thắng nha mọi người. Phải liếc cái mày. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ có 15 phút tạm dừng. Đây, 15 phút mà thiếu 2 giây đi, thiếu 2 giây đi, coi như thiếu 2 giây đi. Đó, bây giờ mình sẽ có... Ủa 15 phút 50 giây, lộn rồi. Kéo kéo 15 phút đúng rồi mà ta, hay não vậy. Bây giờ mình sẽ có 15 phút để chơi nha. Thì ai trong thời gian đó ăn không được thì thôi. Nếu như mà trong thời gian này mà có người ăn trước á, trước nhất là người đó thắng. Còn mà trong thời gian này mà hết thời gian luôn mà không ai ăn được là thua hết nha. Coi như hết dễ luôn, húp mắm tôm. Nhưng mà cái này rất là dễ, bánh chén. Bánh chén thì gian là tính ăn nó bột đi. Bột đua bánh độ. Cái này là nói chung là do này, ăn tốc độ nha. Thêm 2 mẹt nữa. Đừng gáy, gáy, gáy. Có cái quậy nhức đầu quá à. Không. Mấy anh gáy này thua ấy lấy nữa mà. Mày không dạ, đừng quên mấy mình ngồi đây sao. Mạnh, khó lại đùi gà. Gáy chứ mày nói gì, bắt đầu chưa. Yếu biết mình mạnh. Mày đã quên quán quân ngồi đây và táo quân đang ngồi bên đó. Mày táo quân bên đây đem mà được nè. Hai màu da có khác gì không mà táo quân tức ơ đúng không? Anh Vương là giờ Phương ảnh ngọ ngoài mọi người, tại vì ảnh không có tham gia thử thách này. Lắm. Rồi ảnh ăn xong cái ảnh bắt đầu quay cho mấy anh em mình. Để đi xuống. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thử thách trong vòng 15 phút nha mọi người. Rồi. Chưa, chuẩn bị chưa? 1 2 3 Lỡm. Không có cần đủ gì nữa. Đây anh em. Đây tôi vẫn luôn mà. Ơi gãi hơi. Thế anh chim lại, anh chim cái hỏi uống nè, bấm xoài. Tôi là biết hết. Sao? Tôi là biết thế nào tôi cũng... Tao phải mày gáy vậy lắm. Tôi biết thế nào tôi cũng thua chứ gì. Cái gáy là hồi có một chuyện à. Chưa, mình ăn từ từ thôi, mình thưởng thức mọi người. Cái gáy là hồi ấy nắng luôn. Hồi thưởng thức cho mọi người xem thử. Dạ, cảm ơn chị. Thưởng thức cho mọi người xem thử coi nó như thế nào. Cuốn thứ nhất mà mọi người. Wow, đúng là Lý Trần Thái. Cũng thường à.
cuốn thứ nhất. Nếu mà trong 15 phút á, bung cả. Có gì có giải thưởng luôn chưa? Rồi 2 triệu anh. Nếu mà trong 15 phút á mà anh em mà không có ăn hết á thì bằng 2 triệu luôn vậy anh nha. Trong 15 phút là ăn không hết, là nói chung là 2 triệu đó là không của ai luôn nha mọi người, chứ không phải là gọi là tính ai ăn nhiều. Tại vì cái mạng này ăn trong vòng 15 phút là quá trời đơn giản các mọi người ơi. Đúng rồi, quá trời đơn giản. Rồi mời cả mọi người nha. Mời mọi người, mọi người. Ngon á. Đặc biệt nước chấm. Nước chấm là cái hồn. Cái gì? Cái hồn. Hương chấm nước mắm à? Nước mắm. Ngon hơn Hương. Quá hồn, quá món. Có miếng cà pháo ra mọi người. Mọi người kèm cà pháo. Sợ ngán. Đó. Không nhiều lắm nha. Tưởng gì chứ hứa hết này thì mình ăn hết được, nhưng mà không biết là ăn nhanh bằng mấy thanh niên này không thôi. Rớt rồi nha, rớt mấy đồ hủ rồi nha. Lụm lên, lụm lên. Ngon. Rớt mấy đồ hủ trong máy rồi. Rớt rồi giống hơi rồi. Mỗi lần nó lăn đúng không? Mày nứt cục vậy. Không sao. Đúng rồi. Bữa mình thấy mọi người comment á, nói là chơi không công bằng cho hai nhỏ. Hai nhỏ lúc nào cũng vô chứ. Thôi nhà ngủ đi cho khỏe. Cái đó là không đúng nha mọi người. Tại vì thử thách thì ai cũng như người nấy, thằng này thấy nó nhỏ vậy thôi. Đang như súng vậy. Thử thách phải chấp nhận mọi người, ai yếu thì thua thôi. Đúng rồi. Cho hôm nay mình sẽ thử hết ăn nhanh, xem hai nó ăn nhanh được không. Rồi sao? Tao đừng có cái hồi hưu quê lắm. Vậy là tao ở đây như gì, là thấy gì lớn gì đâu. Chứ mày có chết đâu đúng không? Ê, cái câu hủ kìa, cái hủ kìa. Cái câu nó liền quá, mày cũng quát rồi. 3 phút rồi đó. Mày nấu gà mấy cái hủ kìa. 3 phút rồi nha. Dễ dễ rồi. Chua nha, chua nha. Rửa phút chua nha. Tèo này cũng chua nha. Không phải dễ nuốt đâu nha. Ăn hết bún luôn nha. Dễ là khỏe luôn mà, khỏi hiểm rồi. Phải ăn hết sạch sẽ luôn. Đã hấp hết cái chén nước chấm không nha. Cái đó là không có rồi. Hấp hết chén nước chấm rồi chứ mày. Không đủ á, không đủ á. Không đủ chấm hả? Ghê vậy. Đổ cày vô nước chấm luôn mới đã. Cuốn một cái cuốn thật là nhiều vậy nè. Đủ hết là không đủ được mọi người. Tại vì tàu hủ có cuốn chưa. Chết bà anh bể ra chơi rồi. Cũng đẹp lắm. Sao đây? Bảo hộ không? Vậy chứ lòng á. Không kịp á. Không kịp. Tao mày nói rồi, cái này nha. Kịp. Chấp. Sao đây? Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Ngon anh. Chịt một lần. Bình thường. Đây gấp tẩu. Anh không có thi mà thấy có đứa ăn đó thì mình quên anh. Năm phút đã trôi qua. Cái gì? Mới thi 3 cuốn. Thầy đấy. Để mình ăn sống rồi. Để mình ăn đi. Bố anh Toàn còn nhắc. Nhả đi men ngửi cho Toàn. Nó nhỏ nữa, thầy đừng ngủ nữa, thầy nữa. Để cho mình nhìn xuống anh thấy là dẹo à. Rồi tới chanh, rồi tới sen. Có trình thủ anh em ơi. Còn nhả cho Toàn là trung mâm. Dễ trung mâm á. Ngang, ngang, ngang. Em biết làm sao mày. Nó buồn phải không? Phải ăn. Bỏ đi, bỏ ra cho anh, giúp nhanh. Chơi lên. Mọi người có thấy ổn không? Ổn không đáng nhưng mà thấy bên đường. Ven đường. Đây là của Văn Vẹo nha mọi người. Quá à. Ngon quá. Vừa ngon mà vừa non. Ý là Vẹo nói mấy đứa, mấy bạn kia non.
số 2, Võ Châu Toàn nha mọi người. Còn Nguyên. Hình như mặt em nó làm nhiều vậy đó. Nãy giờ cũng vậy. Nãy giờ Cưng có gái nha, có gái dữ lắm á. Không, em nói em có lại ngồi ở đây mà. Em nói vô. Rồi báo cáo cho anh em. Ok á. 7 phút ở châu Anh. Tức là 7 phút 50 giây điểm ngược. Người số 3. Để Nhã ơi, nói hay mày còn gì không tao Nhã. Có gì sao nhanh với ta. Nhã còn nhiều quá mọi người. Để mình đưa lại của dằn dẹo cho mọi người xem cái. Còn rau với dày miếng đậu hũ nó xong rồi nha. Nhã nấu trọng luôn. Có ăn quá. Lấy quặng đi mình thay đó bỏ vô mày không? Gùi bye bye nghe người Nhã không hả? Xin số 4 Phạm Ngọc Danh. Còn uống nước được nữa mà. Mình ăn gì phải uống nước mới được, không uống nước cũng được. 5 viên tàu hũ với 2 lát thịt chả với rau. Mỗi cái hàm luôn á. Em ăn nhai rồi mỗi cái hàm luôn. Em nói chuyện anh nghe không? Mày ăn cống gì vậy? Em nói mỗi hàm. Mày ăn cống gì vậy? Thông báo với anh em là trọng tài theo quan sát cũng đã thấy được cái người thắng rồi nha mọi người. Chưa chắc đâu anh. Chưa đâu. Chưa là sao? Chưa thì dễ gì. Hả? Thành viên thứ 5 nha mọi người. Lý Trần Thái. Điệp hoài. Còn mấy miếng tàu hủ với mấy miếng rau rồi. Với hàng lát bún. Về tổng quát mọi người coi nha. Lý Trần Thái nè, Phạm Ngọc Danh nè, Nguyễn Thanh Nhã nè, Võ Châu Toàn nè, Văn Vẹo. Văn Vẹo biết quá. Những giây phút cuối cùng của trận đấu này là đánh đổi được diễn ra. Nhưng mà thích lên lên. Giờ nghỉ nước rút quá. 6 phút còn lại nha mọi người. Nghỉ nước rút anh em ơi. Ừ. Nước rút đi, nước rút đi. Rồi, 2 phút cuối là dẹo nhức răng rồi. Mỗi hàm rồi, anh em tranh thủ. Dán còn mấy miếng nuốt trọng luôn đi cưng. Chị nước rút anh em ơi, chị nước rút anh em ơi. À nó cắn luôn cái hào. Cắn lưỡi, cắn lưỡi. Cắn lưỡi. Cửa hắn anh em ơi. 5 phút 35 giây rồi đó. Cày quá. Có tôi còn cao không ạ? Cày quá à. Những phút cuối mấy thí sinh chạy nước ngược quá miết rồi mọi người. Trời ơi, gao độn rồi. Một cuốn cuối cùng của Văn Dẹo nữa. Trời ơi, chạy nó hết rồi kìa. Thì cuốn nó cuốn cuối cùng đó. Phạm Ngọc Danh đang này chắc cũng phải hai cuốn nữa mới hết mọi người. Hấp luôn, hấp luôn. Đây vậy. Để vô toàn hồi nãy có hơi gáy, có phần hơi gáy nhưng mà giờ im ru luôn. Gà tắt rồi. Mày hả bưởi. Lý Trần Thái. Vô không nổi rồi, nó chọc. Ngủ không? Không nói nha. Sao ngủ luôn rồi ba? Tụi năng mau ngủ nữa rồi kìa. Còn mấy miếng làm luôn đi. Mày chết với tao vậy ơi, mày chết với tao, mày sống rồi rồi. Còn mấy phút nữa này. À. Thấy thằng này năng cũng gần hết rồi kìa. Mày chết với tao, mày chết với tao vậy thôi. Ơi, 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 ơi. Những phút cuối ơi. Trời ơi. Ai ngờ hết cái miệng. Nhà hát trong miệng, nhà hát trong miệng luôn mới được nha. Nhà hát trong miệng nha. Tội nghiệp danh dự. Anh không gây nha. Nhà hát trong miệng anh không gây nha. Không có cử, không có cử. Cử cũng hát á. Cũng cử. Đó lên. Phun rồi giống như khó bông lắm nha tập. Phun ra mắt. Rồi, phun rồi, phun rồi. Cử lên. Mỏ dẹo nha, ghét. Văn dẹo, văn dẹo, văn dẹo. Hãy thí sinh đang giành nhất. Hãy thí sinh đang giành nhất nha mọi người. Không chọc từ nha. Từ nha, cũng khóc. Ngốn được, ngốn được, ngăn được. Từ gần nha, cũng khóc. Đây là cú lội ngược dòng ở giữa cho đoàn, không biết có qua nổi không nha. Đúng lội ngược dòng luôn á. Văn dẹo hết miếng nước rồi, rồi xong, có kết quả. Từ từ, chậm hơn nha. Trời ơi, không còn trên dĩa, không còn trong miệng, nhưng mà cái bên dĩa của anh Toàn có. Em cảm thấy luôn rồi. Giấu rồi, giấu giùm á, giấu giùm á, miếng này ok, miếng này ok. Cô ăn hết luôn rồi, nhai dĩa luôn nha mọi người. Nhai dĩa, dĩa, nhai luôn.
Mình chán còn nha. Rồi, giờ không giỡn nữa. Quay người thắng cuộc. Thì người thắng cuộc đã gõ rồi mọi người. Nãy giờ giỡn thôi chứ mình còn nè. Mình còn như đây nè mọi người. Còn tàu thì nó còn nhai trong họng. Không, bây giờ nếu nó nhai trong họng cũng vẫn thua. Đúng rồi. Không, nếu nó nuốt cũng thua nữa. Thua. Bánh chán mày còn, bánh chán hết trơn kìa. Mày em lấy bánh chán anh đang luôn. Hiện tại bây giờ là số của thắng ở 1 phút 50. Thắng ở phút 13. À. Kéo biết mình mạnh, mạnh. Hồi dẫn thầy đi uống cà phê nha. Hồi dẫn đi uống cà phê. Phải nói là hai mẹt nữa được không? Phải nói là cái sức ăn của con Dẹo nó cũng không. Như lại bằng lớp mọi người. Đó ai chê hai nhỏ ăn yếu đi. Yếu đi. Yếu đi. Còn nó yếu rồi coi. Gì vậy cha? Không. Cuộc chơi này thì mình thấy riêng mình cảm nhận là mình có thể thắng được, nhưng với điều kiện là mình phải ăn nhanh hơn nữa ở những khúc đầu tiên. Những phút đầu tiên mình ăn mình hơi kiểu như hơi vừa chủ quan gì ăn gì nói chuyện mọi người, cho nên là nó chơi qua lẹ quá rồi, đây nó tranh thủ quá mọi người. Mình lòng tay với Dẹo đúng không? Tại vì mày kêu tao nói chuyện với mày nãy giờ. Đúng rồi. Thôi à. Tao đánh à. Tao đi đánh lúc lúc là tao ăn, tao ra tao ăn rồi đó. Tao im lặng tao có nói chuyện ai tao cũng vẫn thua. Đúng rồi. Không ok. Tại quá. Một cái này chơi điếm nha mọi người. Đổ quá dĩ mình. Còn nóc chứ. Thằng mày nó nhả gì á? Hả? Mới nhả ra lại. Dừ vậy. Rồi thua mọi người. Hết sức rồi, cay quá. Thì thắng thua đã rõ nha mọi người. Tuy rằng Dẹo nó ốm nhưng sức ăn nó quá ghê gớm. Nó ăn rất là nhanh nha mọi người. Nó đã là người xuất sắc về chung kết cái cuộc chơi là thử thách ăn bún đậu mắm tôm nhanh nhất. Giải thưởng 2 triệu đồng thuộc về Quán Quẹo. Cảm ơn, cái tiền sắp được Tết. Sắp Tết rồi, cái tiền sắp được Tết. Chèo bắt tay. Tôi cũng áo quần, tôi còn áo quần không vậy? Không phục, không phục. Ở đây mày tính, mày tưởng mình mày áo quần hả? Áo quần á, áo quần. Thôi người ta ăn hết chỗ ghèn nha, mày ăn lẹ đi mày kìa, mày lo mày kìa. Áo quần. Cảm giác như thế nào? Quá bình thường. Cảm giác cái người chiến thắng nhìn áo quần đồ gì đó. Trời ơi câu nãy à. Kẻ mạnh nói mình mạnh. Yếu. Cái gì? Kẻ yếu nói mình mạnh. Mạnh. Sao quăng sao người ta nói mày xàm đúng xàm sao mà có áo à, quần gì vậy áo quần. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của anh em mình, cái cuộc thi của anh em mình từ nãy tới giờ. Mọi người cảm thấy như thế nào về Quán Dẹo cũng như là cuộc chơi ngày hôm nay? Nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like cái kênh để ủng hộ mấy anh em mình làm nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người, bye bye.